Sao đó con, sao mà hớt hải thế hả? Có việc gì, có việc gì dắt mẹ đi xem nào. Hả, con muốn gì? Đi đây. Việc gì? Đi nhanh đó con, từ từ thôi. Cái gì vậy Vy? Ô, em Ali đẻ rồi. Ôi trời ơi. Nào nào nào, Vy về thôi, Vy đây mẹ xem Ali đẻ được mấy em bé nào. Ali ơi, đi ngồi đây. Sao con phát hiện ra Ali sinh em bé rồi? Ali ơi, con sinh em bé rồi hả? Giỏi quá. Thôi để mẹ xem được mấy em bé nào. Mẹ xem được mấy em bé nha. 1, 2, 3, 4 em bé. À, giỏi quá Ali, giỏi quá, mẹ yêu Ali nha. À, con hôn Ali đi. Ali giỏi đấy nhờ. Mẹ đi pha sữa cho Ali uống nhé, Ali ngoan nhé. Ôi Ali ở đây ngoan, mẹ đi pha sữa nha.
đây chơi với con mà cô Vi đi đâu rồi? Giỏi quá, ba đi giỏi nha. Bú nha, khỏe cho con uống bú nha. Chợ nấu cơm mà, hay là ra ngoài kia chơi với chị cô Bi? Cô ngồi đây hay là ra ngoài kia chơi với chị cô Bi? Anh nằm đây nhá, nằm đây nè, nào nằm đây nha. Rồi con ngồi đây chơi nha, mẹ đi chợ tí mẹ về nha, để mẹ ra nói chị cô Bi trong trường con nha.
nhớ hết rồi. Hay là đi xuống chuồng mèo rồi ta.
Man ơi, mẹ đây mẹ đây. Hai đứa đi đâu mà từ dưới đó chạy lên á? Cô biết. Mới hay là Man lại lén xuống với lại em mèo đúng không? Mèo mẹ Ali rồi đúng không? Bi, Man lại chạy xuống dưới với Ali đúng không? Man, mẹ dặn Man mà Man không nghe hả? À? Man phải ngoan chứ. Man đừng có xuống Ali nữa nha, để cho Ali nghỉ ngơi nhé. Nhé chưa? Nghe chưa? Cô Bi nhớ để ý em nhé, để cho Man Ali nghỉ ngơi. Ali mới sinh em bé, Ali mệt đấy nha. À, mẹ có chuối kìa. Bây giờ mẹ lấy chuối cho hai đứa ăn nhé. Được không? Được không? Thiệt hả? Đi nào, lấy chuối ăn nha. Đi, mẹ đi lấy chuối cho mẹ ăn nè. Ngon không? Ừ. Ở trên này ăn chuối thôi nha, đừng có xuống với Ali nữa nha, để cho Ali ngủ, Ali có sức, Ali cho con Ali bú nữa. Này cho cô Vi này, Man ăn nhanh lên để ăn với chị nè con này.
Ôi trời ơi, cô Vi là đang có chừng làm đâu em? Tại sao hai đứa lại lần lôi mẹ con lên đây hả? Trời ơi, để giờ chắc là Ali đi tìm con Ali lắm rồi đấy. Nào, hai đứa hư lắm nha. À, hai đứa phải đi xuống xin lỗi Ali đi. Nghe không? Nghe không? Tí nữa mẹ bây giờ mẹ đem mẹ con xuống cho Ali xong rồi tí nữa hai đứa phải xuống xin lỗi Ali nghe chưa? Nhớ không? Không có được đem mẹ con lên đây. Hai đứa thích chơi với mẹ con hả? Để khi nào mà mẹ con lớn rồi mới được chơi nghe chưa? Nghe chưa? Cô Vi nhớ chưa? Cô Vi Vi nhớ chưa? Ừ? Mon nữa nghe chưa? Nào bây giờ hai đứa ngồi đây để mẹ đem bốn mẹ con xuống cho Ali nào cho để Ali đi tìm này. Rồi xuống đây. Mon đi, Mon ngồi đây. Rồi cô Vi ngồi đây với Mon này. Nhớ mẹ dặn đó, nghe chưa? Ôi dồi ôi em yêu ơi, mẹ đưa em xuống đây nhá. Ali ơi, trời ơi Ali ơi, con buồn lắm hả? Ali, con buồn hả? Này, mẹ đưa con ra con này. Ôi thương chưa? Ôi, nhầm đây nha. Đấy, đi tìm con hả? Cô Vi với lại con hư đi, để tí nữa mẹ trách hai đứa nó nha. Để mẹ dặn cô Vi với con là không được lấy mẹ con nữa nha. Ali khóc nha. Thương Ali quá. Tại vì cô Vi với con muốn chơi với mẹ con nó ha, nha, con đừng giận nhé, đừng giận cô Vi với con nha, mẹ thương nhé, nha, mẹ bảo hai đứa xin lỗi con nha, mẹ thương à, làm cho con bú nè, rồi cho mẹ con bú nha, rồi em bé ơi, cho em bú nha, em bú nè, đấy, cho em bú mẹ nha. Đây. Đúng rồi, giỏi quá. Yên tâm nhé. Đây, đây này. Rồi, giỏi quá. Vậy sao mà hai đứa còn lấy mẹ con đi là mẹ phạt nha. Mẹ phạt hai đứa luôn nha. Mẹ bảo vệ cho Ali mà nha. Thank you.
tên đi ăn nha, ba tên mày nói cho Ali á. Sao con lại vô đây? Hả? Để cho đây cho con Ali với các con của Ali chứ. Con đừng có làm phiền Ali nha, để cho Ali nghỉ ngơi nha. Ali ngoan nha, mẹ lấy nước muối sinh lý này rửa mắt cho con nha. Nào, Ali ngoan, Ali ngoan đây, Ali giỏi, Ali giỏi. Nào, Ali ngoan đây, Ali ngoan nào, rửa mắt chứ không là nó bị ghèn mắt nha. Đây này. Nào, nào, đây mẹ ẩm nha. Nó bị ghèn mắt mình nó lây cho các con.
con của con đi. Đi đi nha, đi xuống với em các em mèo đi nha. Đi nào, đi đi lên đi. Đi lên con. Đi lên. Cô Vi lớn lên một xíu nữa là cô Vi cũng sẽ được làm mẹ nha. Mẹ thương cô Vi nha.